Bố tên là gì? Bố tên là gì? Nguyễn Sơn. Nguyễn Sơn à? Vâng, đội ngũ Tùng Tám kính chào bác nhá. Hiện tại là chúng tôi đang có mặt tại thị trấn Cẩm Khê và vừa bàn giao gia đình nhà anh Sơn. Đấy là một bộ bàn ghế tần thủy hoàng tay 12. Đấy, đây là một sản phẩm hàng phổ thông, hàng bình dân mà có lẽ cơ sở đội ngũ Tùng Tám bán rất chạy trong năm vừa qua. Đây. Rất là chạy quý ạ. Đấy thì tôi báo giá luôn, bộ ghế này chỉ với 24 triệu đồng thôi. Thì quý khách hàng đã sở hữu được ngay một bộ ghế tần thủy hoàng 6 món chất liệu gỗ gõ đỏ. Đấy. Thì chất liệu gỗ gõ đỏ bền, đẹp. Đấy. Mẫu mã đẹp. Đấy, giá cả hợp lý phải chăng. Đấy, rất phù hợp với đa số đại phòng khách của mọi gia đình. Thì quý khách hàng là có nhu cầu xin hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé.